Em này chào các bác nhá. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 5 năm 2021. Em là sĩ Hải Phòng. Mọi người xem video cho em xin một like, ấn chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh ngày càng phát triển nhé. Thì vài ngày hôm nay không bất cứ là ngày mưa, à quên là ngày nghỉ hay ngày lễ, em thấy rất là nhiều bác nào là nhắn tin, nào nó gọi điện cho em hỏi là cái giá lan trong tháng này hoặc là tháng tới liệu nó có ấm dần lên và nó có nóng lên hay không. Thì như em quan sát và như em cảm nhận thì trong những cái tháng tới thì em nghĩ là nó không có cao lên đâu, nó có thể là còn xuống sâu hơn nữa. Thì tại sao nó lại có những cái như vậy? Thì em cũng có một cái nhận định và cũng thông qua anh em cũng có nhận định gọi điện cho em hỏi, và em sẽ trả lời như thế này là trong thời gian tới giá lan vẫn tiếp tục xuống, không có tăng, và trong thời gian tới là vẫn tiếp tục ảm đạm như bây giờ, không có gì đặc biệt cả. Tại sao nó lại có cái vấn đề như vậy? Thì có một số bác rất là chung quan điểm với em, có đánh giá là như thế này. Thì em cũng chỉ lắng nghe thôi, em sẽ nói lại cái lời của bác ấy nói như này. Và không phải là một bác mà rất là nhiều bác thì là sẽ có một cái nhận định là như này, là có phải bác ơi, có phải là giá lan đợt tới là tiếp tục nó sẽ hạ giá, và cái điều quan trọng mà hạ giá đó có phải là do cái tỷ lệ sai cây quá nhiều hay không? Thì em nghĩ ở trong đầu thôi, em nghĩ là nó cũng có khả năng là như vậy. Tại vì sao lại như vậy? Thì như các bác hình dung, như vừa rồi cái số lượng cái cây hồng yến thủy, mình cây hồng yến thủy là cái cây mà quốc dân thôi, thì cái số lượng cây nó sai rất là nhiều như vậy. Thì tại sao mà giá nó vẫn cứ ảm đạm? Tại vì là trong thời gian tới nếu mà cái số lượng cây hồng yên thủy nó sai nhiều như vậy mà cái giá của nó vẫn ảm đạm như vậy thì lúc mà người ta phát hiện ra sai cây, người ta mới dễ đền bù hơn. Với cây, ví dụ như với cây hồng yên thủy, như nếu mà tiếp tục giá nó lâng cao, giá nó cao lên thì cái số lượng tiền nó đền bù nó là cũng cực kỳ là lớn, nên là người ta sẽ không kéo thị trường lên trong cái thời gian tới. Nên là mọi người có thể là dựa vào cái điểm này để thời gian tới là mình có những cây nó đã có hoa, có những cây đang ra hoa mà các bác có thể là tranh thủ là sưu tầm. Đó là những cái nhận định mà một số bác có gọi điện cho em và phàn nàn, và cũng là lời chia sẻ anh em qua điện thoại, qua tin nhắn, nó là như vậy. Tại vì sao mà người ta lại có những cái câu nói như vậy? Thì các bác để ý là cái cây năm cánh trắng Phú Thọ là giờ này năm ngoái, đúng bằng giờ này năm ngoái em bán là 1 triệu mốt 1 sen. Tại vì tại sao em lại nhớ là bằng giờ này năm ngoái? Tại vì giờ này năm ngoái là em có đi chơi về đúng ngày mùng 2 này, là cũng đang là dịch này, nhưng mà nó dịch nó ở diện nhỏ, em có đi chơi, đi về quê chơi xong lên là em bán một cây năm cánh trắng Phú Thọ là 1 triệu mốt 1 sen. Nhưng mà cô chú anh chị để ý, năm nay là bán với giá là từ đến thời điểm này là từ 400 đến 700 nghìn một sen cho cây năm cánh trắng Phú Thọ. Thì tại sao nó lại người ta lại không vớt cái thị trường lan lên mà lại cứ tiếp tục để cho nó chìm xuống và để cho nó hạ sâu xuống? Thì cũng theo cái quan điểm riêng của em ấy, thì là chắc chắn là thứ nhất là vì số lượng sai cây này, thứ hai là muốn để cho nó xuống sâu hơn tí nữa để nó bình ổn lại cái giá, để cho anh em mới chơi có thể là sưu tầm này. Mà cái thứ ba nữa, mà cái giá của cây năm cánh trắng Phú Thọ hoặc là những cái cây khác nó chìm xuống như vậy thì là vì lý do là anh em chơi lan đốt cháy giai đoạn,
mua những cái tầm giá cao, nhưng bây giờ là cái mua cái tầm giá cao nhưng mà lại không có cầm về nhà mình để nuôi cây, nuôi trồng ở bản thân vườn ở nhà mình, mà lại đi gửi ở các cái nhà vườn, không muốn đầu tư ra cái vườn, thì là cái lượng cây năm cánh trắng Phú Thọ nó ra nhiều nhưng mà lại không giao dịch được, không giao dịch được vì lý do là không có dàn mới mọc ra, thì là cái lượng cây năm cánh trắng Phú Thọ là cái cây phủ để phủ xanh vườn là nó sẽ không được giao dịch mấy, thì lập tức là cái giá của cái cây năm cánh trắng Phú Thọ nó sẽ không được đẩy lên cao, tại vì lý do là như vậy. Thì như các bác có quan sát, bác nào mà có tham gia một số trang hội hoặc là ở trên trang hội, em nghĩ chắc là không có những cái bài như vậy, nhưng mà bác nào mà có kết bạn với một số cái nhà vườn mà cũng có tiếng nói, cũng không phải là lớn, gọi là tầm trung, nó cũng có tiếng nói, thì đều có, đều sau những cái status, những cái bình, những cái bài mà khoe những cái mặt hoa mới, khoe những cái bông hoa mới, thì đều có một cái câu là anh phải hạ nhiệt, anh phải hạ nhiệt chứ anh phải hạ, không thì là có câu là anh phải cúi thấp mình. Thì đấy là những cái lời gần như là người ta đang nhắn nhủ là trong thời gian tới là giá lan là tiếp tục giảm xuống. Nếu bác nào tinh ý, tinh mắt thì có thể cảm nhận được ngay. Thì đó là cái mà em cảm nhận được ở trong cái thời gian vừa qua. Thì cũng có một số bác là có những cái status là rất là buồn phiền, là lý do là như thế này. Và một số bác cũng trực tiếp gọi điện hỏi em và cũng trao đổi là tại sao một số anh lớn, một số nhà vườn lớn, thì từ trước giờ em cũng đã bảo rồi, thì em bây giờ em không coi ai là anh lớn cả, thì đừng có gọi điện hỏi em là anh lớn làm gì cả, nó mệt, chỉ gọi là cái nhà vườn nó lớn thôi. Thì có hỏi em là sao mà tự nhiên giá thị trường nó cây nó đang xuống như vậy, mà anh những cây nhà vườn đó người ta bán cái giá của cây năm cánh trắng Phú Thọ chỉ có 700.000 một sen, là có phải là đang tranh ăn với anh em mình không? Thì cái đấy là các bác tự cảm nhận, tự nghĩ, em cũng không có đánh giá. Thì em chỉ có suy nghĩ như này, khi mà nó ảm đạm, không có ai người ta sưu tầm những cái mặt bông mới, những mặt bông được đánh bóng quá nhiều nữa, thì lập tức là cái miếng ăn nó sẽ phải giành nhau. Ông nào mạnh thì ông ấy thắng, ông nào yếu thì ông ấy chết, đó là điều đương nhiên. Nhưng chủ yếu là người sưu tầm, người chơi, người ta cảm nhận như thế nào. Thực ra là các bác chơi thì hầu như là có ý định và có những cái quan niệm là phải bắt tay với những người có tên tuổi để mình như kiểu mình tạo cái mối quan hệ với người ta, như kiểu là tao như kiểu là người thấy người sang bắt quàng làm họ đấy. Đấy là cái cách mà hầu như là các bác nhà vườn nhỏ nhỏ mới là hay có cái tính cách như vậy. Em thì hầu như em không làm như vậy. Trước đây em sưu tầm cây thì em có một cách sưu tầm rất là lập dị. Phải nói là lập dị. Rất nhiều người bảo em là có cái cách sưu tầm lập dị. Tại sao lập dị? Em không sưu tầm của bất cứ một cây vườn lan nào lớn cả. Em cứ cây nào có hoa, nhà vườn bình thường cũng được, anh em chơi cũng được, miễn là cây có hoa, giá hợp lý là em mua. Và em không bao giờ mua bất cứ một nhà vườn nào quá nhiều cây. Tại vì sao em lại làm như vậy? Tại bây giờ các bác mua một cái nhà vườn quá nhiều cây thì trong đó kiểu gì nó cũng có vài cây để sai. Đấy là điều đương nhiên. Và cái hậu quả, trước đây em có mua một vườn là nguyên một lô, trong đó có hai cây năm cánh trắng Phú Thọ bị sai. Nhưng mình không thể nào nói người ta được, người ta bảo tao bán cho mày cả lô. Thì kiểu gì những cái cây kia đúng sao lại có hai cây sai, thì mình không thể cãi được. Cái lý của người ta mình không cãi được. Thế nên là từ cái
lần đấy là em sưu tầm, gần như là em không chơi với bất cứ một ông vừa lớn nào cả. Người chơi cũng được, nhà vườn nhỏ cũng được, miễn là đúng cây, chuẩn cây là em mua. Và cây chưa có hoa thì phải có hồ sơ từ lúc cây lên nụ như này, là người ta sẽ phải chụp ảnh lại rồi. Xong rồi đến lúc lở hoa là người ta cũng chụp ảnh lại rồi. Nên là em làm như vậy, chứ em không có thích anh lớn anh bé gì cả. Đây em cho cô chú chị xem lại cái con dĩn mà em nuôi bằng cái level VIP và AB và cái VK Humax của chú chị. Hôm nay nhìn nó mở lá đẹp không? Cái bài mà mới đăng cách đấy 7 ngày đấy, thì cô chú chị có thể hình dung cái lá ngọn này, nhìn thấy luôn này, cái lá ngọn này là chưa có nhìn thấy. Hôm nay thì nó mở lên rất là dài, rất là to rồi, cây rất là mập đẹp đấy. Thì ngày mai em sẽ nói rõ hơn về cái cây, tại sao nó top thân và tại sao là nó như thế nào, để cô chú anh chị cùng lắng nghe. Thì đây là một cái con cây hồng yến thủy, cái mầm ươm tự nhiên. Cô chú anh chị nhìn đây, đây là cái khúc thân già, không phải thân tơ, nó lên mầm, nó rất là yếu. Thì cách đây 2 ngày em có chụp lại, thì mai em sẽ cho cô chú anh chị xem là nó sự khác biệt của cái cây này, nó rất là lớn. Chỉ có đến ngày mai là ngày thứ tư đấy. Đấy, khác biệt rất là lớn mà bé tẹo đã ra rễ này. Đấy là cái cách chăm bằng cái bộ sản phẩm VK Humax và siêu dinh dưỡng và AB. Đây em đang chăm những cái con suy dinh dưỡng đây. Đấy, rất là đẹp rồi, cái rất là chắc khỏe đây, ra rễ hết rồi. Thì có một hôm qua có một số bác bảo là có xem ở trên kênh YouTube, có người ta hướng dẫn là mang cái giấy ăn rồi quấn vào đây để pha cái AB mấy cả là bia rốt để phun vào cho nó mập thân lại, nó hồi thân lại. Cái đấy không phải đâu nhá, cái đấy là người ta như kiểu là câu tí view ấy. Câu tí view người ta làm như vậy, nhưng mà những cái người đấy thì em nghĩ là chia sẻ nó rất là nhố nhăng. Ngày mai em sẽ phân tích rõ ràng hơn cho cô chú chị cùng lắng nghe nhé. Rồi, em là Sĩ Hải Phòng, mọi người xem video cho em xin một like, ấn chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ kênh ngày càng phát triển nhé.